Hi, xin chào các bạn. Xin chào các bạn lại quay lại học tiếng Anh cùng Lộc nhé. Và hôm nay trong cái video này thì chúng ta sẽ học với nhau một cái thì đầu tiên. Thì đầu tiên của tiếng Anh trong suốt 10 bài hôm trước thì chúng ta đã học với nhau về một số các từ mới, về các kiến thức của To Be Am Ia, và chủ yếu là cái kiến thức này và đi cùng với danh từ rồi là ơn dơ. Rồi chủ ngữ, đúng không? Chúng ta học về các chủ ngữ, các ngôi, I, you, we, they, he, she, it, đúng không? Chúng ta đã học được như vậy. Thì các bạn sẽ được ôn tập toàn bộ trong cái thì đầu tiên của tiếng Anh. Thì cái thì này nó gọi thì hiện tại đơn, hiện tại đơn của động từ to be. Trong cái thì hiện tại đơn, các bạn nhớ cho Lộc là cái thì hiện tại đơn đấy nó sẽ có hai thì hiện tại đơn. Tức là thì hiện tại đơn nó sẽ có hai thì hiện tại đơn. Một thì hiện tại đơn của động từ to be và một thì hiện tại đơn còn lại sẽ là thì hiện tại đơn của động từ thường. Trong tiếng Anh nó tồn tại hai dạng động từ, các bạn nhớ cho mình hai dạng động từ. Động từ thứ nhất là động từ to be, động từ thứ hai là động từ thường. Thì cái động từ to be trong cái bài lần trước chúng ta đã học với nhau rồi, đúng không? Cái bài lần trước ta đã học với nhau về cái động từ to be là cái bài số 8, là cách chia động từ to be, là cách chia động từ to be theo chủ ngữ. Thì các bạn đã hiểu được động từ to be là cái gì rồi. Động từ to be nó mang cái nghĩa là thì là ở, đúng không nhỉ? Mang nghĩa là thì là ở, và nó chỉ mang ba cái nghĩa này thôi. Đấy, nó chỉ mang ba nghĩa này thôi. Nó là thì, có nghĩa là. Nó là ví dụ tôi thì đẹp, tôi thì béo, hoặc là tôi làm Superman, đúng không? Tôi là người tài giỏi, hay là tôi ở nhà thôi. Đấy, hay là thì là ở, thì nó dùng cái to be như vậy. Thì cái to be này là một dạng động từ, và cái dạng động từ này đi với các cấu trúc và nó tạo ra thì, đi với các cấu trúc thì nó tạo ra thì bất cứ một cái thì nào, thì hiện tại đơn hay quá khứ đơn hay là các thì khác, bất cứ cái thì nào thì sẽ bị chia làm hai phần. Một phần là thì của động từ to be, và một phần thứ hai là thì của động từ thường. Thì các bạn nhớ cho mình là có những thì sẽ không có thì của động từ to be, và có những thì lại không có thì của động từ thường, mà nó kết hợp cả hai. Đấy, có những thì nó như vậy. Thì trong cái thì hiện tại đơn thì nó bao gồm cả hai thì của động từ to be và thì của động từ thường. Thì chúng ta chưa học động từ thường, đúng không? Chưa biết nhiều về động từ thường nên là chúng ta mới biết về động từ to be thôi. Động từ thường thì nó sẽ là những cái động từ mà không phải động từ to be, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không phải là am, is và are, là những động từ thường và biến và quá khứ hay tương lai của to be. Không phải là to be thì sẽ là động từ thường, các bạn nhớ như vậy. Cứ không phải to be động từ thường thì bây giờ chúng ta sẽ đi để các bạn nói như vậy, để các bạn hình dung được về to be, về động từ trong tiếng Anh nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ thì chúng ta đã mường tượng lại rồi, chúng ta sẽ sang cái bài 1 này. Thì động từ to be ở cái thì hiện tại đơn là một cái động từ cơ bản nhất, nhưng mà nó lại là một cái động từ vô cùng đặc biệt. Cái cấu trúc của nó thì các bạn nhớ là chủ ngữ sẽ luôn luôn đi với am, is và are, và cộng theo nó là một cái đuôi đằng sau. Cái đuôi đằng sau này, thường cái đuôi này nó là tính từ, nó là adj, là tính từ, hoặc là một cái danh từ, thường là như vậy. Hoặc là một cái phó từ adverb gì đó, chứ không bao giờ nó là một động từ nữa, các bạn nhớ nhé. Không bao giờ làm động từ nữa, bởi vì nó đã có động từ là to be rồi. Thì hiện tại đơn của to be là như vậy, các bạn nhớ như vậy. Tương tự như với cấu trúc phủ định cũng như vậy, thì chúng ta chỉ cần thêm not vào sau to be thôi. Nhưng các bạn phải nhớ cho mình cách viết tắt, đúng không, của to be thêm not. To be thêm not thì trong cái bài số 8 là nó đã giới thiệu các bạn rồi, đúng không? Và cái câu hỏi thì các bạn đổi cái to be lên đằng đầu, đúng không? Các bạn chỉ đổi cái to be lên đằng đầu là xong. Nếu như các bạn hỏi câu hỏi phủ định, ta hỏi câu hỏi có not thì các bạn đổi cả not lên cùng với to be. Đó, thì đó là cái lần trước của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ hỏi, đúng không? Rồi chúng ta sẽ hỏi thì các bạn sẽ có được một câu hỏi. Và nếu như các bạn muốn hỏi một câu hỏi có từ để hỏi, đó là câu hỏi what, là cái gì, who là ai, when là ở đâu, when là khi nào, đúng không? How là như thế nào? Các bạn muốn hỏi câu đó thì các bạn chỉ cần thêm cái từ how, what, when, where, who đấy lên đằng trước cái to be và tiếp tục một cái câu hành trình như vậy.
Quan trọng là các bạn phải hiểu cái từ mà nói thì các bạn sẽ áp dụng cấu trúc này rất là dễ. Cấu trúc này nó cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Chữ S trong cái cấu trúc này nó ký hiệu là chủ ngữ, chữ N ký hiệu là danh từ, ADG là ký hiệu là tính từ, và WS VKH ký hiệu là từ để hỏi. Thì các bạn nhìn vào cái cấu trúc này, các bạn chép nó vào cho lộc. Cấu trúc đầu tiên là cái cấu trúc khẳng định, lần trước các bạn đã học rồi, thế là khẳng định là phủ định đúng không? Cấu trúc đầu tiên là khẳng định, các bạn lấy chủ ngữ cộng to be cộng tính từ hoặc danh từ. Tiếp theo cấu trúc phủ định thì các bạn chủ ngữ cộng to be thêm một cái lót rồi mới cộng với cái chính từ hoặc danh từ. Amia đúng không? Amia Amia sang câu hỏi thì các bạn cho to be trước rồi cộng với chủ ngữ rồi mới cộng cái đuôi đằng sau để hỏi. Có từ để hỏi thì các bạn thêm từ để hỏi vào đầu tiên rồi to be rồi chủ ngữ. Đấy, như vậy tức là nó tự nhiên như vậy đúng không? Thì trong cái bài số 8 là chúng ta đã học rất dễ rồi, đây là chép cấu trúc thì hiện tại đơn thôi, bạn hiểu như vậy nhá. Cấu trúc thì hiện tại đơn không có gì quá khó cả, các bạn hiểu chưa? Thì theo cái cấu trúc này đúng không, theo cấu trúc này thì bây giờ tôi sẽ đặt cho các bạn một cái ví dụ là ở đây. Thì tôi nói cái chủ ngữ, ví dụ tôi nói là ai đúng không? Ai thì phải đi với em đúng không các bạn? Ai phải đi với em, và tôi sẽ lấy một cái vị ngữ là tôi lấy từ I am fine nhé, I am fine, hay I am good đúng không? I am good, I am good, tôi rất tốt, tôi rất khỏe. À, ví dụ vậy. Nếu mà tôi phủ định, ví dụ I am, ví dụ tôi phủ định đúng không? He is đúng không? He thì phải đi với is đúng không? À, thì not đúng không? Phủ định not fine. Anh ấy thì không khỏe, đúng không? Đấy. Tôi thì khỏe nhưng anh ấy không khỏe. Ví dụ vậy. Bây giờ tôi muốn hỏi, đúng không? Tôi muốn hỏi là họ có khỏe không? Tôi hỏi A, C, đúng không? A thì đi với D, D đi với A, đúng không? A D fine, đúng không? Hoặc là A D well, hay là A D good, là tùy, đúng không? Ví dụ tôi hỏi là who, ở đây tôi muốn hỏi một người thì tôi sẽ dùng E rồi để cho nó hết. Who is not fine? Ai là người không được khỏe? Ai là người không khỏe? Thì các bạn sẽ thấy ở trong cái câu hỏi này mà Lộc đặt là who is not fine, các bạn sẽ thấy là có who là đáp WS rồi, từ để hỏi rồi. Sau đó có to be rồi, đúng không? Sau đó lại có not rồi. Thế nhưng mà không có chủ ngữ mà đã đến từ fine ngay. Thế chủ ngữ đâu, đúng không? Thì các bạn sẽ hiểu là thì các bạn hỏi mình là chủ ngữ đâu. Đấy, thì cái chủ ngữ là cái người nào mà tại sao lại không có chủ ngữ theo cấu trúc này, theo cấu trúc này thì ở đây là who is not fine, có nghĩa là ai là người không khỏe. Thì tôi đang hỏi cái người, ví dụ tôi hỏi bạn đúng không, tôi hỏi bạn ai là người không khỏe thì bạn biết là tôi hỏi bạn rồi đúng không, thì nó không có cái chủ ngữ ở đây mà bạn biết là tôi hỏi bạn, trong cái văn nói nó là như vậy. Nếu như mà tôi hỏi là bạn ơi ai là người không khỏe, các bạn thì có thể hình dung được đúng không, thì đôi khi cái chủ ngữ này nó có thể biến mất. Đấy, bởi vì là cái văn nói nó tốc độ nó nhanh lên. Đấy, đó là nó là who is not fine, who is not fine, thế thôi, ai là người không khỏe. Nhưng mà nếu như tôi hỏi một cái câu hỏi mà không phải là từ who, tôi hỏi một câu hỏi mà không phải là từ who nhé, mà tôi sẽ hỏi là từ where chẳng hạn, từ where, đúng không? Tôi hỏi từ where, đúng. Where a, đúng không? Where a dây, đúng không? A thì đi với dây đi với a, tôi muốn hỏi là a dây đúng không? Where are they? Tức là họ ở đâu, đúng không? Thì where là từ để hỏi này, to be là a này, và they là chủ ngữ, đúng không? Thì câu này nó nghĩ nhiên nó có chủ ngữ. Còn cái câu trên là chủ ngữ nó bị ẩn, nhưng mà cái người nghe, cái người bị hỏi người ta đã hiểu rồi. Đấy. Nhưng mà cái câu bên dưới thì là có chủ ngữ. Thì bây giờ tôi hỏi là họ ở đâu? Họ ở đâu? Đấy. Where are they? Thế là tôi hỏi là họ không ở đâu thì tôi thêm not. Họ không ở, họ không có ở đâu đúng không, họ không có ở đâu thì là quê not safe đúng không, họ không có ở đâu. Ví dụ như là có 10 người, mỗi người đi một ngả đúng không, nhưng mà lại có 11 ngả thì tôi sẽ hỏi là quê not safe, tức là có một ngả nó họ không đi, ví dụ vậy là quê not safe. Những cái câu phủ định này nó ít được hỏi mà chỉ hỏi là quê safe thôi, thường như vậy. Đấy. Thế thì cái cấu trúc này mình nghĩ rằng là các bạn đã hiểu được. Vì nếu như các bạn học cái bài số 8 mà các bạn học kỹ rồi thì cái bài này nó rất là dễ cho cái hiện tại đơn. Và các bạn chỉ cần chép cái cấu trúc hiện tại đơn. Thì cái bài này nó muốn chia sẻ với các bạn đó là cái thì này
để sau này các bạn đi được đến cái thì hiểu được thường nó không bị rắc rối, thì các bạn phải hiểu được nó. Đấy. Ôn lại một chút là cái từ ôn lại một chút là cái động từ be là động từ cơ bản và quan trọng nhất trong tiếng Anh, nên các bạn không bao giờ được nhầm, không bao giờ được nhầm nhé. Bởi vì to be luôn luôn có ba biến thể, có ba biến thể ở hiện tại đơn. Ở hiện tại đơn nó luôn luôn có ba biến thể, đó là am, is và are. Các bạn không được nhầm là am, is và are, là am thì đi với I, đấy, is thì đi với he, she, is, và cuối cùng là are thì ta đi với ai ta đi với you, we và they. You, we, they. Các bạn nhớ được cách viết tắt của nó đúng không? A đi với you, we, they thì viết là you và chữ r e này, we cũng vậy, you, we, they, đúng không? Y thì viết tắt là nếu mà y thì người ta chỉ viết tắt chữ s gì thôi, đúng không? Ví dụ she is thì she phải s thôi, đúng không? She phải s thôi. Đấy thì nó là như vậy, các bạn phải nhớ không được nhầm lẫn ai em. You, we, they, he, she, it, you, we, they, a, he, she, it, đi với i, bạn nhớ như vậy. Đó, thì cái thì hiện tại đơn này nó mô tả những cái gì nó đang ở hiện tại. Các bạn nhớ là khi mà các bạn nói một cái gì đó đang ở thực tiễn, đang ở ngay hiện tại này, ví dụ là trời nắng, trời đẹp, tôi ốm, tôi mệt, tôi vui, tôi buồn, tôi sướng, tôi hạnh phúc, tôi beautiful, tôi tất cả các loại thứ, thì nó là ở ngay cái hiện tại, ngay thời điểm hiện tại là này, trời đang mưa hay là tôi đang quay video hay là như thế nào, đó là cái hiện tại, cái ở hiện tại đấy. Và cái vốn từ càng nhiều thì các bạn đặt được cái câu nó càng nhiều, và cái câu nó càng dài thì nó càng hay nhá. Ở đây có một vài cái ví dụ như các bạn, đó là cô ấy là sinh viên, she is a student, ông ấy là một ông ấy thì rất già đúng không, ông ấy rất già, he is very old, very là rất bây giờ rất ông là già đúng không. Em có mệt không, are you tired, are you tired, thì em có mệt không đúng không. Họ bao nhiêu tuổi rồi, how old are they, how old are they, họ bao nhiêu tuổi rồi, họ làm nghề gì, what are your job, what are your job, họ làm nghề gì, ví dụ vậy. Đó là những cái nhưng mà nó trực tiếp, nó thực tiễn ở ngay thực tiễn này, thì đó là các bạn sẽ dùng thì hiện tại đơn nhá. Thì hiện tại đơn thì của to be nó đơn giản nó như vậy. Thực ra các bạn học về to be thì gần như là học về được thì hiện tại đơn của to be rồi nhá. Thì cái bài số 8 và cái bài số 11 này nó khá là tương đồng với nhau, nhưng bài số 11 này nó chép cho các bạn cái cấu trúc này để các bạn nhớ sau này, để các bạn đi lên cái động từ thường của hiện tại đơn. Và cái nhất, cái thứ hai là các bạn phải nhớ rằng ở đuôi của nó có một cái tính từ là danh từ hoặc là một cái adverb gì đó, nó không bao giờ là động từ. Đấy, các bạn nhớ là cái đuôi của cái thì hiện tại đơn là như vậy. Cái cấu trúc này nó cơ bản nhưng mà các bạn sẽ dùng nó cả cái cuộc đời này của các bạn, các bạn phải nhớ. Đấy, thì trong cái những bài lần trước các bạn học những cái từ mới, các bạn phải cố gắng ôn tập và đặt câu với những cái từ mới thì các bạn sẽ không quên được. Và các bạn nhớ là cho mình ấy là nhớ cho mình về cái phần đó là phần mạo từ ơn dơ nhé. Mạo từ ơn dơ đã có ơn dơ có nghĩa là chỉ số 1 đúng không? Ơn dơ là có nghĩa là 1, có nghĩa là hoàn bằng 1. Ơn dơ là bằng 1. Thì có nghĩa là ơn dơ chỉ đi với to be is, các bạn nhớ như vậy, ơn dơ chỉ đi với to be is. Trong bài số 8 mình đã nói rất rõ rồi. Đó là cái nữa. Còn các câu hỏi thì các bạn phải hiểu được cái nghĩa của câu hỏi để hỏi, bởi vì đôi khi cái công thức nó sẽ làm cho các bạn bị rối, công thức nó làm cho các bạn bị mù lòa, nó làm cho các bạn bị vỡ não đấy. Nên là khi các bạn hỏi một câu hỏi đấy, thường thì trong văn nói, nếu như các bạn hiểu được cái nghĩa câu hỏi rồi thì các bạn cứ hỏi đi. Người ta không, đôi khi người ta không cần phải đúng ngữ pháp đâu, bởi vì các bạn là người mới học, các bạn tập trung vào ngữ pháp nhiều quá, tập trung vào cấu trúc nhiều quá. Cấu trúc chỉ là cách đưa ra để các bạn dễ học thôi, nhưng mà khi các bạn học cấu trúc đấy mà nó lại làm khiến các bạn khó học hơn thì tốt nhất bạn quên nó đi. Đấy, một lúc nào đó bạn ôn lại, học lại thì bạn sẽ cảm thấy nó dễ hiểu hơn, bởi vì các bạn đã hiểu cái quan trọng của nó hơn là hiểu nó. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Và các bạn khi nói một từ đấy, nói một từ trong một câu, một câu rất dài này, nói một từ trong một câu, một từ mà nó có một âm tiết thì nó rất đơn giản, nhưng mà từ nào có nhiều âm tiết các bạn phải nhớ là phát âm đúng trọng âm của nó, và phát âm các âm y ngắn y dài, âm nguyên âm, nguyên âm đôi, nguyên âm phụ âm, là các bạn phải phát âm đúng để người khác người ta có thể nghe được bạn nói cái từ tiếng Anh nó đúng. Đấy, thì một số cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn
Thì cái hiện tại đơn này trong cái phần đầu tiên này nó rất đơn giản như vậy, thì mình hy vọng rằng là nếu như các bạn chưa xem hoặc là quên những kiến thức ở trong bài trước thì bạn ôn tập lại những bài trước nữa. Và cái video này sẽ kết thúc ở đây, và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.